À, xin chào các bạn. Thì trong phần này Đạt sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khái niệm mới, đó là sigwin. Ok, sigwin là gì? Thì trong lúc mà mình sử dụng Windows và các bạn muốn có một cái trải nghiệm là nó là như thế nào thì mình có thể sử dụng sigwin. Vậy đó là cái công dụng của sigwin, nhưng mà tại sao trong cái chuỗi lập trình C này Đạt lại giới thiệu sigwin là như thế này? Thì như lần trước Đạt đã giới thiệu cho các bạn là mình sẽ bắt đầu với command line để mình compile này kia. Thì trong bài trước Đạt giới thiệu cho các bạn cái PowerShell và GCC. Thì trong bài này Đạt sẽ cố gắng giới thiệu cho các bạn một cái gọi là sigwin. Khi các bạn sử dụng nó thì các bạn có thể tưởng tượng là các bạn đang sử dụng Windows nhưng mà có thể sử dụng các command line của Linux. Nó là một cái phiên bản để giúp cho mình, một cái phần mềm để giúp cho mình có cảm giác như mình đang sử dụng Linux vậy. Thì trong trường hợp mình đang làm video ở Windows thì Đạt sẽ cài thêm sigwin, và Đạt biết hầu hết các bạn xem video của mình là cũng đang sử dụng Windows, cho nên Đạt sẽ giới thiệu cái sigwin. Một vấn đề là vì sigwin Đạt sử dụng cách đây cũng tầm 3 năm rồi, cho nên là cái cách cài đặt thì Đạt cũng quên khá là nhiều, cho nên là hôm nay Đạt sẽ bắt đầu lại cài lại. Và trong lúc mà cài đặt á thì có thể Đạt sẽ gặp lỗi, và nếu mà mình gặp lỗi á thì Đạt với các bạn sẽ cùng sửa những cái lỗi mà mình gặp phải. Thì trước hết các bạn lên trên mạng gọi chữ sigwin là C nè, Y dài, G và Windows, bạn gọi Enter thì vào cái link đầu tiên là cái này. Rồi thì sigwin là cái gì? Mình có một cảm giác mình đã sử dụng Linux nhưng mà trên Windows. Cái đây thì cũng không nhất thiết là phải coi, mình chỉ cần nhảy thẳng tới cái chỗ mà cài đặt sigwin. Thì cài đặt sigwin nó sẽ có hai cái phiên bản 32 bit và phiên bản 64 bit. Thì Đạt sử dụng 64 cho nên là Đạt sẽ download 64, và bây giờ Đạt sẽ bấm vào setup 64 và download cái này. Thì sau khi download xong thì đã có được cái phiên bản 64 này rồi, và sẽ cài thử. Thì có thử, tại vì vấn đề là sigwin đã dùng cũng khá lâu rồi, cho nên là video này đã sẽ làm chậm 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 chậm, đã vừa làm rồi vừa coi rồi vừa giới thiệu cho các bạn là nó là cái gì. Thì cái chương trình này là dùng, đầu tiên là cái sigwin setup là cho mình cài đặt cái sigwin lên trên máy của mình. Thì các bạn để ý là cái chương trình sigwin này nè, nó sẽ dùng một nó sẽ download về rất là nhiều, cho nên là các bạn chọn cái chỗ nào mà cái vùng nhớ nó nhiều nhiều một chút cho nó chắc ăn. Kiểm tra thử là cái ổ C của Đạt còn dư khoảng 43 GB, có vẻ là cũng tương đối ổn, có thể là sẽ cài lên ổ C luôn cho nó khỏe. Và Đạt sẽ chọn cái mặc định như này, là sau khi mình cài đặt á nó sẽ download những cái gói từ trên mạng về. Có nghĩa là cái sigwin này á, nó sẽ dung lượng của nó sẽ rất là lớn. Trên cái trang chủ ở đây thì nó bảo là có thể lên tới tầm 10 GB. Đâu mất rồi. Mới nãy đã có đọc ở đây thì nó bảo là đại loại là đây, khoảng 10 GB nè. Thì bây giờ khi mà mình cài á, mình có thể chọn những cái gói mà mình cần, gói nào mình không cần thì mình không cần cài thì nó sẽ nhẹ hơn. Thì bây giờ mình cài là mình cài từ trên internet mình cài xuống. Có nghĩa là khi nào mình cần thì mình mới không rõ lắm, sợ nó đau hết một lượt về thì chết ngắt, nhưng mà không sao, bây giờ mình cứ nét đi, hy vọng là ổn. Và ở đây thì nó yêu cầu là mình cho phép mình chọn, nhưng mà Đạt thường là Đạt thích mặc định, lần đầu tiên mình cài nên mặc định thì mình sẽ cài ổ C và cài trực tiếp vào đây luôn. Các bạn đừng chọn program gì hết, các bạn chọn ngay trực tiếp ra luôn để sau này khi mà mình quay trở lại mình tìm nó là đơn giản. Thì mình chọn all user, mình bấm next. Và nó hỏi là mình muốn lưu cái local package là cái mà download về nằm ở đâu. Thì đang nghĩ là không nên để trong thư mục admin, thư mục download, mà có thể là sẽ tạo một cái nữa là sigwin chẳng hạn, sigwin package chẳng hạn, để ở đây đi thì nó an toàn hơn, tại vì download là hay xóa lắm. Nó hỏi là cái thư mục này không có, bây giờ có muốn tạo hay không? Thì bấm có và nó tạo luôn cái thư mục đấy cho Đạt. Chọn là mình chọn, thực ra trong trường hợp này mình không cần phải dùng proxy hay là cái gì cả,
thì mình chọn Direct Connection. Khi nào mà các bạn sử dụng, nếu mà các bạn nào biết proxy thì các bạn hiểu là lý do tại sao cần proxy. Ở đây thì là chọn Direct Connection, nghĩa là một cái mạng bình thường, và nó sẽ bắt đầu là download. Và thì ở đây nó sẽ tự động list ra một danh sách những cái link mà mình có thể chọn để download về. Thì các bạn chọn thử cái nào mà các bạn nghĩ là nó ở gần cái chỗ mình nhất thì các bạn chọn. Mình đã không biết là trong mấy cái này cái nào nó gần của mình, thì ra coi thử có cái nào nó nằm ở Singapore hay không. Ở Việt Nam hay ở Singapore thì download từ Singapore vẫn nhanh hơn, là tại vì sợ Việt Nam không có, hoặc là học đào ở Nhật. Ở Việt Nam thì đào ở Nhật cũng khá là nhanh. Ở New Zealand PT, ok, SG. Thì tại vì đạt ở Singapore cho nên là đã chọn cái link này và đã bấm next. Thì bây giờ nó sẽ download từ cái server NUS của Singapore. Wow, rất là nhanh đúng không? Thì bây giờ nó có một, sau khi mà xong như vậy rồi á, thì nó hiện ra một cái chỗ cho mình chọn những cái gói mà mình cần. Thì đạt sẽ cần cái một cái để mà đạt compile code. Thì đạt có lẽ là sẽ chọn ở đây là không hiểu là nó như thế nào. Có lẽ là ok, khi này mà tại vì đã lâu lắm rồi đạt không có cài cái này, cho nên là bây giờ là khi đạt vừa coi thì đạt vừa suy nghĩ và đạt vừa trả lời. Thì ở đây có những cái gói là gói admin, thì nó để skip hết như này, nghĩa là nó sẽ không có download về. Ở đây có những cái gói mà một cái gói sit down mà sẽ nó skip nhỉ, mình bấm skip rồi. Ok, và thì gói nào nó hiện có như là skip hết rồi. Đấy, để coi thử coi gói nào có không. Lip lua mail net ppn, có thử gói gcc không, science std utility. Ủa, tại sao không có cái base này? Base à, đây nó tự động nó chọn sẵn một số thứ nè. Cái này nó chọn sẵn bus, nó chọn sẵn cái bus cho mình nè. À, ở đây các bạn nhìn thấy đây nó có một cái binary, bin là binary, là cái file mà thực thi được về source code. Thì ở đây nó cho mình phép mình chọn để mình download về không, nhưng thực chất là đã không có nhu cầu download cái source code. Thì Đạt nghĩ là cái default của nó có một số cái default như thế này thì có vẻ là cũng ổn. Nó chọn hết những cái này, nhưng mà trong những cái này là có cái vim này, cho vim Đạt thích. Rồi coi thử có không có gcc ta, tức là mình có gcc trong cái này vậy ta, chắc chắn là sẽ có gcc, các bạn không cần phải lo cái đấy. Cái này thì chắc là có gdb trong này, gdb gdb tiếng Anh thì nó gấm rồi. Ok, tạm thời là có vẻ là ổn. Đạt sẽ chọn những cái mà mặc định của cái này thôi, chọn những cái mặc định thôi. Khi nào mà mình cần gcc Đạt sẽ download xong và bấm next. Thì khi bấm next thì nó hiện thị ra những cái gói mà nó sẽ cài đặt, ví dụ như nó gọi cài đặt bzip less này kia, những cái gói mà nó cần thiết. Và Đạt nghĩ gcc nó lúc nào cũng có rồi, và bây giờ nó sẽ download về. Thì các khi các bạn download thì các bạn nhớ chọn từ cái server mà nó gần mình nhất để download về cho nó lẹ. Thì ở đây Đạt download tốc độ nó cũng không phải là cao mà cũng không phải là thấp, tương đối là nhanh. Tại vì này nó download từng packet một á, cho nên nó bị chậm. Thì sau khi mà mình download xong thì Đạt nghĩ là lần sau á mình vẫn có thể mở lại cái file sequin setup này và mình download thêm những cái gói mà mình cảm thấy cần. Ví dụ như sau này nếu mà giả dụ như sau khi mình đã download xong hết tất cả mọi thứ mà Đạt chạy đã không thấy sequin đúng không, thì Đạt sẽ tìm cách download lại sequin. Còn ví dụ hiện giờ nó có những cái gói này, gói ta là để giải nén nè, nén và giải nén nè, utility cái này quen lắm mà sao không biết ta, này khá là quen. Hoặc là vim là dần editor á, một chương trình để mình sửa code. Rồi sau khi nó download xong thì nó cài đặt những cái số máy gói này. Thì đấy, này grep, những cái lệnh mà là Linux rất là thông dụng. Cho những bạn nào bạn dùng Linux thì bạn thấy những cái lệnh rất thông dụng. Và nó đang install, chờ một tí thì install sẽ xong thôi. Máy đặt hơi cùi, cho máy các bạn nhé, download cài đặt nhanh hơn nữa.
Và bây giờ nó đã cài đặt xong khá là nhanh, và nó sẽ có hai option là tạo một cái biểu tượng trên màn hình và làm trên cái xuất hiện một cái kênh trên Start Menu. Ok, không có vấn đề gì với việc này cho nên là sẽ bấm Finish. Và các bạn thấy ở đây là mà bây giờ Đạt đã có được cái sequin terminal nằm ở chỗ này. Hình dáng nó trông như thế này mà tại vì cái màn hình đã bị lệch qua bên cho nên là không thấy. Thì ok, mình đã có thể có được một cái này, cái giống như là cái CMD vậy, nhưng mà nó hay hơn chỗ là mình có thể kéo rất là thoải mái nha, kéo kéo lại rất thoải mái. Và các bạn thấy là copy screen, à cái này là cái mà nó vừa mới thực thi, nó chạy những cái lệnh trước nó làm cái gì, ví dụ như là nó chạy cái file path nằm ở trong path ac ở trong cái admin này. Cái file path là nó chứa cái file path ac là nó chứa cái config của mình, path profile chứa config của mình, input ac có lẽ cũng là để đã đọc thử để coi thử cái nội dung của file này. Vim minimal. Bát vim vim ế, cái này là bát có, là wood, là which có, which vim hả, which vim, no vim. Ok, là ls có nè, là này có nè. Thì bây giờ mình đã có một số lệnh cơ bản mà nếu các bạn đã học cái PowerShell thì các bạn sẽ thấy. Vậy là có thì GCC có, cái quan trọng là GCC. Và GCC có, nhưng GCC này có lẽ là nó lấy từ GCC của cái PowerShell. Không vấn đề gì, nhưng mà mình sẽ đã cài thêm cái gói này rồi. Cài thêm cái sequin này. Thì sau này nếu mà có nhu cầu sử dụng sequin hay gì đấy thì Đạt sẽ sử dụng sequin để mở sequin lên. Và mới nãy Đạt đã giới thiệu các bạn cách cài sequin cũng khá là đơn giản, Đạt nghĩ là đơn giản hơn Đạt nghĩ. Rồi, Đạt sẽ tạm dừng tại đây, và trong tương lai nếu mà Đạt có nhu cầu mà cài thêm gói gì đó thì Đạt sẽ làm video giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.